Hãng phim của Thiêu Chiến đã cập nhật những hình ảnh và hoạt động mới. Trong bức ảnh, anh ấy sở hữu phong thái điềm tĩnh và ánh mắt kiên định. Ngoại hình của Thiêu Chiến trong mỗi bức ảnh đều tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù là ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình hay thời trang, Thiêu Chiến đều tỏa sáng rực rỡ với sức hút độc đáo vượt trội của mình, khiến cho người hâm mộ tự hào. Và đồng thời, anh ấy cũng mang lại sự nổi tiếng và doanh thu cao đáng kể cho thương hiệu. Nhìn vào kinh nghiệm chứng thực của Thiêu Chiến, dù là ở thị trường trong nước hay quốc tế, dù là hàng tiêu dùng nhanh hay thương hiệu cao cấp, những sản phẩm anh ấy quảng cáo đều đạt được kết quả tốt trên thị trường. Thông qua sự hợp tác kinh doanh thành công hết lần này đến lần khác, Thiêu Chiến một lần nữa phá vỡ giới hạn nhận thức của mọi người về giá trị thương mại của các ngôi sao và đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cùng có lợi và phát triển chung giữa các ngôi sao và thương hiệu.